Hi, chào buổi tối các bạn. Buổi tối hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một quán cà phê đang hot hoặc hot ở Thủ Đức luôn. Đây là cà phê Nọng ơi. Nhà hàng thì nhà hàng bên suối, còn bên đây là cà phê Nọng ơi ha. Và trước đây là bãi dưới xe. Dạ, đây là một con hẻm. Con đường ngoài kia đó, xích ra ngoài kia xíu đó là con đường Linh Đông. Từ đường Linh Đông mình chạy thêm xíu hay là tới cà phê Nọng ơi các bạn. Đi vô tìm hiểu quán cà phê Nọng ơi này có gì đặc biệt. Nghe các bạn giới thiệu là quán cà phê này có nhiều cái cảnh nó đẹp lắm. Ý là nó không nhận khách thôi, mà mình có bạn rồi. Mà không biết có nhận khách không nè. Hôm nay mình đến cũng trễ xíu, hôm nay là ngày 18. Đây nhà hàng bên suối. Mở cửa từ 11 giờ đến 23 giờ. Còn phía đây là tiệm cà phê Nọng ơi. Ở đây chúng ta thấy các bạn trẻ đang đứng xếp hàng á, là để mua nước á các bạn, order nước. Hoa cẩm túc cầu. Hoa cẩm túc cầu này là qua thị các bạn. Còn ngồi đây, đứng đây cái giò mình mát lạnh luôn. Có một cái cầu này cầu dây. Cầu dây gỗ. Là cây phượng các bạn, không có bông, ở có bông kìa, nhưng mà bông ít quá, không có bông thì rất là đẹp. Ở đây có một vườn cây. Mình nghĩ ở đây buổi trưa thì chắc hơi bị nắng các bạn, tại vì còn ít cây quá. Có những cái dù này thôi, nhưng mà ở Sài Gòn bây giờ đang nắng dữ lắm. Bên kia là nhà hàng các bạn, ăn uống cà phê bên này thôi. Mình nghĩ nếu mà trời trong xanh gió mát mát mẻ mình ra đây mình ngồi á, ăn bàn ngủ cà phê thì mát, phải ở ngoài trời á. Đây có mấy cái đồi lên đây để tạo cảnh giả, đồ giả để cho người ta lên đây người ta chụp hình đó các bạn. Cái này là cây gâu dền. Hồi bụi gâu dền này tươi quá trời tươi luôn. Nhà đây một bụi nữa các bạn.
À, trên kia có nữa. Chào các bạn nha, mình thấy quán cà phê này mình thích rồi đó. Cái không gian của nó, thích cái những cái cảnh của nó, của bên quán tạo ra các bạn. Thấy nhiều cảnh mình thích in lên, mình thấy đẹp lắm. Ở phía bên này mình thấy có một cầu thang, mình sẽ đi qua cái cầu thang nha các bạn. Giờ đây mình thấy có một cầu thang, mình sẽ đi lên cầu thang xoắn. Mình lên tiếp tục. Ồ, bên kia ăn uống đông vui quá luôn. Nào ơi. Mình đang đứng trên cái nóc cà phê Nọng ơi luôn á. Từ trên mình nhìn xuống thì thấy đẹp. Mấy bạn nhỏ đang chơi xích đu vui quá trời luôn. Nếu mình lên trên này á các bạn thì mình chỉ nhìn cái cảnh ở dưới thôi, nhưng mà thật sự nó sẽ không có đẹp. Nó nhìn cái góc độ nó chỉ đẹp thôi, nhưng mà để mà hòa vô cái quán cà phê Nọng ơi thì mình thấy không có. À, trên này thì nó hơi tối xíu, dành cho những bạn trẻ thì đi đôi với nhau á. Mình đến đây mình chơi đồ thì mình có thể là gia đình, bạn bè nhìn ngồi lại uống cà phê đồ vui. Còn ngoại tự sướng luôn. Trời ơi, chết nứt dây thần quá. Đây là một cái khung kiến các bạn, mình tạo dáng mình chụp hình hết. Wow.
đây người ta có làm một suối nhỏ nhân tạo các bạn. Thì chạy xuống đây và chạy qua một cái cầu dây và chạy ra ngoài trước. Ở đây có một cái sân khấu nhỏ nhỏ, lên đây mình chụp hình nha. Có mấy bạn sân khấu ở đây người ta sẽ xem mình. Ở cà phê nào á các bạn, thứ sáu hàng tuần thì sẽ có chương trình ca nhạc á, còn gửi xe ở đây là miễn phí. Vậy còn cà phê nồng á các bạn nằm ở địa chỉ 283/2 Linh Đông các bạn. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tạm biệt cà phê nồng ha, mình sẽ đến một địa điểm khác, mình sẽ ghi hình lại mình chia sẻ đến các bạn tiếp nha các bạn. Cà phê nồng một địa điểm nên đến đây, nếu bạn nào mà thích check in thì tuyệt vời các bạn. Tạm biệt các bạn.